trên siêu hot www.tv.com mới thay đổi giao diện mới vô cùng đẹp mắt. Kèm theo đó là hàng loạt ưu đãi tặng cho anh em. Đầu tiên là nạp thẻ thành công từ 50.000 nhận ngay một lượt quay hoàn toàn miễn phí. Không những thế, shop còn update thêm nhiều dịch vụ game liên quân liên minh vô cùng hot. Truy cập ngay shop www.tv.com để ủng hộ mình nào. Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với mình. Chính là Yummy đây. Ok mọi người ơi, và hiện tại mình quay cái video này là mình vừa đạt được một subscribe vào ngày 20 tháng 11. Hôm nay mình mới quay cho mọi người và mình cảm giác rất là vui khi thời gian qua tất cả các bạn đều đã ủng hộ mình rất là nhiều để giúp cho mình đạt được một subscribe, cho mình có được một nút vàng. Trời ơi, tin lắm luôn á. Vậy mình quay cái đoạn này sẽ là một cái đoạn mình giúp ảnh quay vào sinh nhật của mình. Đó chính là mình giúp ảnh quay cái gì nhờ? Đây, ta da da, mọi người đã thấy ở bên đây đó chính là một chiếc áo của Sinh Tố Team. Một chiếc áo này là áo hàng liên minh tiệc nha mọi người. Không có, chỉ có Sinh Tố Team của mình mới có chiếc áo này thôi, và có vài thành viên còn chưa có đấy. Nên là mọi người hãy nhớ là bây giờ mọi người hãy comment, mình sẽ lựa ra 3 bạn. Mình sẽ lựa ra 3 bạn để tặng chiếc áo này. 3 bạn may mắn nha mọi người. Mọi người hãy comment cái câu gì đó chúc mình khi mình đạt được 1 triệu subscribe, và mình sẽ gửi áo lại cho tất cả các bạn. Mình chỉ lựa ra 3 bạn thôi nha. Bởi vậy hãy dùng lời chúc nào hay nhất, mình sẽ để vào một cái video nào đó của mình khi mình chọn được người. Đúng không cá? Ơi! Cá! What? Ơi! Đúng không? Ok, còn bây giờ thì vô video của mình thôi. Nhớ comment cái câu gì đó, tôi sẽ chọn ra 3 người may mắn đó. Thì đó là lý do hôm nay mình làm một cái video này mọi người ơi. Thì rất một lần nữa thì mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua để giúp cho mình đạt được 1 triệu subscribe. Ok, không biết hôm nay mình nên làm gì nhờ? Hôm nay là mình đã đạt được 1 triệu subscribe, làm gì bây giờ? Suy nghĩ hôm nay làm gì? Chắc đi đầu quà hi ha nhờ. Chào ơi, hôm nay cái làng gì mà dánh tanh bình thường, tụi nó sẽ ở đây chơi bóng rổ mà. Ê! Bạn nó Đứng lại, Đợi, chơi. Đợi vô Gì vậy? Dánh lên. Đợi. Cái gì vậy trời? Đợi vô, bấm chữ E, đợi vô. Trời, tối tui thì sao? Lên đầu nó. Leo. Không lên được, không có lên được. Nặng quá, không lên được. Ai? Nặng quá, không có lên được. Không mặt xuống, không mặt dưới đất. Trời ơi, mà chị bắt vậy rồi sao thấy được gì trời ơi. Không mặt xuống dưới đất. Không hoài vậy. Hồi nãy nước nước thấy cái gì vàng vàng mà giờ thấy được rồi vậy. Cái gì vậy? Không xuống. Ủa, vậy sao nữa? Không được khí nha, không được khí nha. Rồi. Không được khí. Trời. Xoay lại sau lưng, xoay lại sau lưng, xoay lại sau lưng. Sau lưng là hướng nào? Chuẩn bị. Mở ra đi, mở mặt ra. Happy birthday nhận. Trời ơi, nút vàng bự dữ vậy ta. Tôi biểu đó. Thiệt không? Được, thiệt quá, tôi biểu cái giờ luôn. Thiệt quá. Trời bò sữa chờ luôn nè mấy bạn ơi. Lên đấu của mình nè. Cũng bỏ đi bự nè, nhưng mà đi bự. Lên ghế lên ghế ngồi đi, lên ghế ngồi đi. Ok. Ghế đi ngồi đi. Trời, độc đốc quá. Chủ sĩ ngồi bên kia kìa. Trời ơi, coi cái chủ sĩ này. Huy ngồi đây nè. Ok. Huy cũng chịu chấp. Ok. Huy cũng một kiểu sắp rồi, cho ngồi đó đi. Rồi, ai nói trước đi. Tôi. Ai chưa mày nói trước? Hả? Ai chưa nói gì? Nói trước đi. Mày nói trước đi. Ơi, nhưng mà thì các bạn có đang thấy cái phần cam của mình là thấy tua gà nó có cái... Ok. Thì hôm nay mình muốn nói với tất cả các bạn là mình rất là vui. Và mình cũng như là Quy rất là vui vì hai tụi mình đều đạt được 1 triệu sub trong tháng này mọi người à. Và đó là cũng là một cái việc mà tụi mình chứng tỏ tụi mình là bản thân của nhau. Yeah, đúng như vậy. Bạn thân của nhau ngồi cách xa dữ vậy. Chứ sống đâu vậy anh? Ngồi cách xa vậy quá. Thì có hai cái bạn bự ơi bự nha. Đó đó mày thấy không? Ngu mày. Ôi trời ơi, đừng bắn bò là chết bò đó. Ok. Tôi có. Ok bò. Thì mình cũng như là Quy rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tụi mình, và tụi mình cũng rất là mong muốn tất cả các thành viên ở team Sinh Tố đều đạt được 1 triệu subscribe để ai cũng có nút vàng khoe với mấy bạn hết luôn á. Bởi vậy nhớ là hãy đăng ký cho tất cả tụi mình ở đây nha mọi người. Đúng rồi, đăng ký hia để hia đặt chị subscribe nào. Chị là phải 10 triệu. Rồi. Bây giờ tiếp theo ăn tiệc. Ăn trước đi. Quan trọng quá. Wow. Đây chính là thịt bò sữa đó. Mày ăn sữa hả? Bò sữa hả? Sao vậy?
rồi. À đâu. Ủa. Mất tiêu rồi. Không biết, không biết. Mọi người thấy con nhỏ này mình có nên là tiếng không mọi người? Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn dài luôn. Thôi được rồi, ăn đã. Nhịn. Thôi, tiếp theo chén miệng nha, chén miệng nha. Đâu có miệng luôn. Nghe gì vậy? Dạ trời. Này đâu rồi? Bị bay màu. Rồi. Cái lại kìa. Trời ơi, ăn trời ơi, trời ơi, được. Cho mọi người trong tiền đổ chứ. Gì một cái nút vàng đẹp của mấy bạn ơi, mấy bạn coi cái nút vàng của mình nè. Vàng to nhớ trời. Nhìn phái quá, nhìn phái quá, nhìn phái quá. Đương nhiên phái rồi. Quay. Quay vậy. Này. Này nào vậy? Ai vậy? Này nào ơi? Ủa, ai cameraman hả vậy? Ôi, cameraman. Ôi, cameraman. Ôi, 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 chỉ được 1 triệu subscribe, đó là điều mà em cảm thấy trong lòng mình rất là vui, mặc dù em không nói ra. Trước đạt 1 triệu subscribe hả? Sao đã rất lâu rồi? Ông rồi mà một trận đường rất dài đó ông nội. À đã rất lâu rồi. Camera chỗ người ta đang trình bày cái nỗi lòng của người ta. Rồi rồi nói đây nói đây. Em thật sự rất là vui. Em chúc chị trên con đường tiếp theo sẽ đạt được. Được. Và hồi nãy á mấy bạn khoan, trước khi nhận quà đó, kì quà giùm hồi nãy lúc mình nó nói vậy nè, em thật sự tôi tưởng nó nói là em thật sự ngu ngốc. Anh vô đặt quà xuống ngay đây nè. Ôi quà này cũng mở được không vậy? Mày quá rồi vậy? Được mày mở quà đi. Mất rồi chưa? Đó chính là hộp quà. Ủa, cho Jimmy hộp quà, nó tặng cho Jimmy hộp quà. À, hiểu ý đó rồi. Ý là nó tặng Jimmy hộp quà này là mốt là lấy hộp quà đó tặng lại cho Huno. À. Mở quà vô. Bây giờ chị hộp quà phải không? À. Nè, bây giờ món quà trước mặt chị nè, là em tặng chị. Chị chịu không? Chị chịu không? Ok, mình rất là vui với món quà. Dạ. Ôi, gì vậy? Ôi, gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đâu? Sao Jimmy cứ ôi cười vậy? Anh đâu? Gì vậy? Ủa cái gì vậy? Dạ. Uno tặng gì vậy? Tặng gì vậy? Kim cương. Quá trời quá đất kim cương. Tôi không lấy nó được hả? Ý nó nói chính là kim cương đó mọi người. À, ôi em quý báo chưa? Đừng nói, dừng lại. Để dừng lại. Dạ, cái gì vậy? Chị bắn tôi trời. Chị bắn cái gì vậy? Hát ghê. Rồi, qua người mới đi. Rồi, hát bài đi. Hát bài gà Hù đâu? Nè, tôi gà kìa, trời mặt kim của ông nội nào vậy? Ủa, chị thấy hả? Chị ấy, relax đi. Ok, để mình relax kim tôi gà. À, tôi gà chết quen rồi. Ủa, mình vừa relax mà. À, ok. Ok, được chưa? Ôi, tôi bê gà chơi. Ok, tôi sẽ tặng quà nè. Trước khi nói. Từ. Ơi, quà này có mở được không? Em quăng ra luôn á, mở được nha. Đâu, đặt xuống. Mở đây nè. Đó. Ê, ô, già lấy rồi. Dạ. Thấy chưa? Wow. Tặng nút kim cương, ok luôn. Mấy bạn vậy nè, hồi nãy mình thấy nó màu xám, mình tưởng nó tặng mình nút bạc, mình buồn lắm mọi người. Xong rồi mình thấy nút kim cương. Ok, cảm ơn tôi gà. Dạ trời ơi, mình rất là mong nếu có cơ hội thì mình vẫn rất là muốn được đạt được nút kim cương mọi người ơi. Cảm ơn tôi gà nha. Món quà rất là quý báu. Dù biết chuyện nào mà đạt được. Tôi một lời nói là tôi sẽ gặp mọi người trong... Không tin. Thì cũng nhân tiện ngày hôm nay thì mình cũng xin bóc phốt bạn gà mọi người à. Bạn gà đã hứa vô Sài Gòn để gặp tụi mình từ 3 năm trước tới nay. Tên này không tin tôi gà là xong rồi. Đúng. Nhìn nó kìa mấy bạn. Ok, được rồi, tới ai dạ. Quay chứ hả? Ai vậy? Tôi sẽ là người tặng quà hôm nay. Rồi, người đàn ông Hồng Kông. Đây chính là món quà ý nghĩa. Tôi đâu có màu xanh này đâu, tại sao lại tặng tôi màu xanh quy nước? Ê, tôi là màu xanh quy nước. Ok, màu xanh quy nước tặng màu xanh quy nước là màu xanh lam. Ok, thì hôm nay mình sẽ mở cái món quà này ra đặt một cái bẹp. Ôi, cái gì vậy? Tặng cái gì màu xanh quy nước luôn. Nó tặng mình 64 cái luôn chứ không phải là một cái nữa mọi người. Cho Jimmy ngủ cho nó nhiều. Dạo này thấy Jimmy thấy ngủ hơi ít. Thiếu ngủ à? Thiếu ngủ. Ok, thì thật sự là gần đây tôi cũng ngủ ít thiệt. Tôi tặng sai cái rồi, biết vậy tặng cái ghế mà gật ra cái là đi ngủ được luôn. Gật quá hả? Gật ra cái là nằm thành cái giường là ngủ được luôn. Ủa, quên rồi, có ý nghĩa gì nữa không? Ai xong rồi hả?
Anh ý nghĩa của nó là mang tới sức khỏe dồi dào. Đúng rồi, đúng rồi. Không có bị rồi. Bệnh. Giống như anh Tommy. Không có bị ông thì nhanh chốt cho mình nè. Ai? Em tặng chị món quà này rất là ý nghĩa luôn. Trời ơi, tức màu xanh màu mình tức màu xanh biển mọi người mà tất cả những người ở đây. Ê, ủa? Ai chơi bất dạy? Bỏ vô lộn rồi, cái này nè, cái này đúng nè. Trời ơi, ai chơi kỳ quá. Ôi chết rồi, nó tặng cái quà gì vậy? Lộn, lộn. Đồ. Búp bê. Lớn rồi, cho chơi búp bê. Ok, vậy cũng rất là cảm ơn thành viên kỳ cựu đã đi theo Việt Đỏ Sinh Tố của tụi mình rất là lâu, từ những thời đầu là sầu riêng mọi người. Cảm ơn món quà của em. Ok. Đó vậy từ nay em đừng sầu riêng nữa mà hãy sầu chung với mọi người đi. Ok, tiếp tục, tiếp tục. Tới chương trình. Rồi, chương trình. Ôi, màu đúng màu xanh nè, Ôi, màu mạnh tốt quá. Màu tốt hả? Chết rồi. Bông tặng chị, bức quá trời bông tặng chị luôn. Nhà mày trồng không đủ, giờ mày bức bông từ nhà mày tặng vậy thôi à? Nhà em trồng nhiều quá, em gửi gì ít để chị trồng. Ôi, mỗi một ít rồi à? Gửi ít là nhiêu đó, ít rồi à, ít rồi. Ok, để em chụp cái đã. Ý nghĩa gì? Cái bông bông bắp bì ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì không? Tặng chị, chị cho bông. Ok, chị hiểu ý nghĩa của em. Bông bể 10 ngày là héo rồi nha. Thôi, cái bông này là không bao giờ héo, bông hoa nào cũng có gai. Em chúc em chúc chị hôm nay 1 triệu sub, nhưng mà ngày mai và ngày và những ngày sau thì sẽ là mà còn 500. Đất quá bà. Đây, hôm nay chỉ là 1 triệu sub thôi. Em mong là ngày mai chị sẽ được, ngày mai và tương lai chị sẽ được 10 triệu. Trời ơi, cảm ơn Vinh Kỳ chuyên ẻ. Ok. Chị già, chị già, chị già, chị già. Cùng tên. Đó. Chị già như tôi chín cây. Ôi. Ôi, mày đi đâu rồi? Đâu rồi? Bay. Ai chặn tôi lúa vậy? Ai chặn tôi lúa vậy? Tôi đó tôi luôn á, trong cái hộp quà đó có bố má. Ủa giờ giờ có gì con búp bê luôn hả? Cho tôi chơi búp bê nam luôn hả? Có luôn, đọc đi. Ok, để đọc nha. Hợp đồng đầu tư vào tiệm bánh chiên lỗ ký tên. Hợp đồng nam bánh. Gì vậy? Ủa tính ra cái tiền đó tưởng tặng cho mình, ai ngờ để đầu tư thôi mọi người. Trời ơi. Bánh chiên lỗ. Lát chi mọi người đợi, lát chi mọi người đợi để khỏi cho bà đầu tư nhanh nhanh. Thôi bây giờ tới lượt tôi nè, đúng không? Ôi, người chính là chính đi. Đâu, con đường gì vậy, lên xe mọi người, một chiếc xe đạp. Đợi. Con đường là con đường bò sữa. Từ từ, đợi nha. Chuẩn bị chúng ta chạy qua con đường bò nè. Ba, hai, một, đi. Con đường đi xe đạp, con đường bò xe đạp. Chị đợi chị nó bi kìa. Đợi trời ơi, con bò hơi bự. Chuẩn bị cái đeo nào mà chú đáo gì? Bất ngờ. Trời ơi, đây là cái quảng mày mình đã đăng lên trên Facebook để mình khoe với tất cả mọi người là mình đạt được 1 triệu rồi đấy. Mình lứa đi ha. Còn đây là hình mới của mình mới đăng trong hôm nay luôn mọi người ơi. Trời ơi, quá trời bò luôn. Mình rất là thích bò nữa. Con gì vậy? Con này con gì vậy? Con này hả? Con này tên là cá. À, con cá. Ơi, tụi bay ơi, lên đây nè. Hả? Cái gì vậy? Nhìn từ đây lên Jimmy cao nè. Ấy, không lên. Đúng là. Dài Jimmy cái tóc mà đồ chỉnh dài. Trời ơi. What a stop. Là ai? Người ta là phải là người nhỏ bé trái tim ngoan hiền. Trời ơi. Ở dưới đứng ngay Jimmy nhìn Jimmy chu mỏ bự ơi. Nè. Tôi tách mấy bạn làm được cái tay công giống tôi nha. Ủa sao Jimmy đầu này bé vậy? Jimmy nhìn đây béo à. Đầu bé. Tạm vậy. Đứng lên nhìn lên nè. Tạm gì vậy? Lát nữa cho tụi nó là quất cái đầu mày lép luôn đó. Chứ mày nói đầu tao bé đi. Đồ của mình nè mọi người ơi. Hình này buồn vậy Jimmy? Hình này buồn vậy? Ok. Hả? Mặt này buồn vậy? Người ta chiêu mà buồn đâu mà buồn. Chiêu à? Chiêu à? Chiêu cái nữa kìa, thấy tóc bay không? Mày nhìn trong bóng tối là thấy Uno trong đó đó.
Ơi sợ ơi sợ ơi. Đó lì đó lì. Ok thì đây là cái món quà mà mình được nhận vào ngày 20 tháng 10 nha. Đúng không ta? Đúng rồi. Theo mình nhớ là nó tháng trước luôn hả? Còn tháng trước luôn hả? Đúng đúng đúng, hôm nay là mình đang quay cái video này vào ngày 20 tháng 11 cho mọi người, vào ngày no. Oh, chúc mừng giáo Việt Nam. Nó là mì. Ok, vâng, ở đây có bó hoa. Đây nè. Đâu đâu đâu. Gì vậy? Gucci ghê, Gucci ghê. Gucci 100 Jimmy 1 triệu mọi người à. Lấy lấy chờ. Quá xịn. Thì ok, hôm nay cũng là nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, mình cũng rất là cảm ơn tất cả những thành viên team Sinh Tố đã làm cho mình lớn khôn hơn nhiều mọi người, hiểu không? Nên là tặng mọi người một cái hoa nè. Yeah. Ơi hoa nè. Đó, lấy đi, hả? Hơi bị lẹ. Đó, bị lẹ. Trời ơi, cảm ơn Y Nha nha. Không có chị. Y Nha cái này cho chui hả? Đúng rồi. Cái này là bự cho chui. Không có bông đây cho bay ơi. Chị thích hình ngôi sao. Sao hình ngôi sao đi, đâu hình gì vậy? Trên đường mọi người có cành hoa kìa. Cái hình gì vậy? Cái vậy, cái vậy. Ok thì các bạn thích bò sữa thì phải luôn luôn nhớ cho chui đó nha. Ôi, 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 nói gì vậy? Trời ơi, trời ơi là quý ơi là quý. Trời ơi. Gì vậy? Con gì đó? Mặt mày hơi mặt kiểu quá. Xin thiếu cái điện thoại. Alo alo. Anh nhau anh nhau anh nhau. Anh nhau nghe không? Người ta là ai? Người ta là ai? Còn mày là ai? Fit. Gì? Alo, ơi sao nó cho tao xương rồi? Trời. Gì á? Ôi, mày lạ vậy mày? Ai à. Vậy quá tao ra dùng lệnh quậy hoài. Ok bà các bạn ơi, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đi một lần nữa. Trời ơi, muốn cảm ơn rất là nhiều lắm đồ. Còn bây giờ thì bye bye thì giá và các bạn nhớ là comment ở bên dưới nhà lời chúc nào được những thích tay của mình. Trời ơi mình ôi lộn quên, được mình đọc là mình sẽ cảm thấy rất là vui, và mình sẽ chọn ra ba bạn may mắn để nhận được chiếc áo Sinh Tố nha mọi người. Ô áo Sinh Tố hả? Mọi người, đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất, đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.